Vâng, còn tiếp tục thông tin về vụ việc chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện ở thành phố Bắc Ninh đã làm nhục người khác gây xôn xao dư luận suốt 2 ngày vừa qua. Sáng ngày 21 tháng 8, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam một nhân viên của quán vì đã cố tình giúp sức cho chủ quán làm nhục nữ khách hàng này. Liên quan đến vụ chủ quán nướng chửi bới, bắt nữ khách hàng quỳ xin lỗi giữa quán để quay video. Trưa 21 tháng 8, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân, 27 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc về tội làm nhục người khác. Theo cơ quan điều tra, sau khi khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thiện, 47 tuổi, chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện và điều tra mở rộng, đã xác định Vân là nhân viên của quán nhắn nướng Hiền Thiện, giúp sức tích cực cho ông chủ làm nhục một khách hàng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vân khai là trước khi gọi khách hàng đến để làm nhục, ông Thiện giao cho Vân soạn sẵn một bản tường trình yêu cầu khách ký vào xác nhận. Vân cũng là người cầm điện thoại hỗ trợ hành vi livestream làm nhục người khác và video ngay sau đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Vâng, trước đó như Chào Buổi Tối đã thông tin, vào ngày 19 tháng 8 trên mạng xã hội đã xuất hiện một clip về việc một người đàn ông sau đó xác định là ông Nguyễn Văn Thiện bắt một nữ khách hàng quỳ gối xin lỗi, chửi bới, xỉ vả, làm nhục và thậm chí là do cô gái này đã đưa lên mạng xã hội về việc đồ ăn của quán này có sán ở trong đó. Theo thông tin mà trên mạng xã hội, cô gái này đã từng là khách tới ăn tại quán, chứng kiến thức ăn của quán có sán nên đã phản hồi với nhân viên nhưng không được xin lỗi một cách thỏa đáng. Sau đó cô gái này đã viết lên trang cá nhân với nội dung là chê đồ ăn của quán không sạch và cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của nhân viên quán. Biết được sự việc này, chủ quán vô cùng tức giận, tìm cách liên hệ với cô gái rồi xử lý khách theo kiểu xã hội đen như đã phản ánh.